Điểm tin trưa ngày 15 tháng 3. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 15 tháng 3. Sau đây là những nội dung chính được phát trong buổi trưa ngày hôm nay. Tổng thống Donald Trump âm tính với COVID-19. Mỹ sẽ hỗ trợ cho 20 nước chống dịch COVID-19. Tây Ban Nha áp lệnh phong tỏa toàn quốc. Bộ trưởng Giao thông Indonesia dương tính với COVID-19. Việt Nam đề xuất nghỉ học thêm 1 đến 2 tháng nữa. Bệnh nhân số 34 khai báo không đầy đủ. Sau đây là thông tin chi tiết. Bác sĩ Sean Conley của Nhà Trắng tuyên bố tối ngày 14 tháng 3, kết quả xét nghiệm cho thấy Tổng thống Donald Trump không nhiễm COVID-19, mặc dù ông đã từng tiếp xúc với một số người dương tính với virus. Tổng thống Donald Trump năm nay 73 tuổi, nhưng ông có sức khỏe tuyệt vời. Ông có lối sống rất năng động cả về thể chất lẫn trí óc tinh thần, luôn luôn biểu thị tôn thờ Đức Chúa. Ông còn là một nhà ngoại giao tuyệt vời với rất nhiều mối quan hệ thân tình, nhưng ông không hề động đến rượu bia và thuốc lá. Ngay sau khi Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ngày 13 tháng 3, nhiều người Mỹ xếp hàng dài trước các siêu thị, cửa hàng, chờ mua giấy vệ sinh, mì ống và nước đóng chai, chuẩn bị cho việc phải ở nhà thời gian dài. Theo Reuters, lệnh cấm du lịch ở Mỹ đối với hầu hết các nước châu Âu sẽ mở rộng ra cho cả Anh và Iceland. Mỹ cũng cam kết viện trợ 2 triệu USD cho Campuchia giúp phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ cộng đồng và hoạt động của phòng thí nghiệm. Cho tới nay, Campuchia có 7 ca nhiễm, trong đó một người đã bình phục. Trước đó, ngày 2 tháng 3, chính phủ Mỹ thông báo sẽ hỗ trợ một khoản trị giá 37 triệu USD để giúp đỡ hơn 20 nước, trong đó có Việt Nam, đối phó với dịch COVID-19. Chính phủ Tây Ban Nha áp lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi số ca nhiễm COVID-19 ở nước này tăng vọt lên hơn 5.700 người. Người dân được yêu cầu ở nhà, ngoại trừ lúc đi mua thực phẩm hoặc thuốc, đến bệnh viện, đi làm hay các trường hợp khẩn cấp khác. Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha dương tính với COVID-19. Thông tin trên được Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha đưa ra tối ngày 14 tháng 3. Sức khỏe của Thủ tướng và phu nhân hiện vẫn ổn. Tây Ban Nha có thêm 2.000 ca nhiễm chỉ sau một ngày, nâng tổng số người nhiễm lên 6.023 người, thành ổ dịch lớn thứ hai châu Âu chỉ sau Ý. Ngày 14 tháng 3, hãng tin Reuters cho biết Bộ trưởng Giao thông tại Indonesia đã dương tính với COVID-19. Trước đó một ngày, ông này đã được cách ly để xét nghiệm sau khi nhập viện với các triệu chứng về hô hấp và sốt. Tin tức tại Việt Nam, 52 người phải cách ly do tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 tại Nghệ An, Hà Tĩnh, cách ly tập trung 15 người đi cùng với chuyến bay bệnh nhân số 51 ở Thừa Thiên Huế, giám sát 37 người do tiếp xúc gần với bệnh nhân số 49. Để tránh phải nhiều lần thay đổi lịch nghỉ, ổn định tâm lý cho học sinh, nhiều chuyên gia kiến nghị cho học sinh nghỉ thêm từ 1 đến 2 tháng, có thể lấn sang năm học 2020-2021 để phòng dịch COVID-19. Tối ngày 14 tháng 3, thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về việc tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường và sân khấu trên địa bàn thành phố. Theo VN Express, bệnh nhân số 34, 51 tuổi tại Bình Thuận khai báo chỉ tiếp xúc với 17 người, nhưng trên thực tế vẫn còn thiếu, gây khó khăn cho việc ngăn chặn dịch bệnh. Đến chiều ngày 14 tháng 3, qua nhiều lần lấy lời khai y tế và xác minh, tổng cộng đã có 31 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân này gọi là F1 và 100 người thuộc diện F2. Cho tới nay, đã có 10 người liên quan đến bệnh nhân số 34 cho kết quả dương tính với COVID-19. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình bản tin trưa nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi và đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức gửi đến quý vị buổi tối hôm nay và sẽ cố gắng phát sóng kịp thời để quý vị không phải chờ lâu. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại!